Dịp cuối năm, các nhà sản xuất không ngừng tung ra những chương trình khuyến mãi nhằm hấp dẫn người tiêu dùng. Tuy nhiên trong đó có không ít chương trình giảm giá ảo mà nếu nhiều người tiêu dùng không tỉnh táo sẽ dẫn đến tiền mất tật mang. Thực tế nhiều năm qua, ngoài các chương trình khuyến mãi có bảo hộ của cơ quan chức năng, thì ngoài thị trường không khó để bắt gặp các chương trình khuyến mãi giảm giá, siêu giảm giá tiết kiệm 50% từ các nhà phân phối đại lý bán lẻ, các cửa hàng với biển báo băng rôn giảm giá sâu. Nhưng so với mức giảm giá của sản phẩm cùng loại trên thị trường thì vẫn tương đương, nhưng chất lượng sản phẩm rất khó kiểm soát. Nhiều người tiêu dùng cho biết, đa phần sản phẩm bán ra khi áp dụng mức giảm giá 70-80% chủ yếu là hàng hóa mẫu mã cũ, lẻ số, nên không phải tất cả mọi đối tượng khách hàng đều phù hợp. Thậm chí có cửa hàng khuyến mại ảo bằng cách nâng giá sản phẩm lên cao, rồi thực hiện giảm giá nhằm đánh lừa tâm lý người tiêu dùng. Đó là chưa kể không ít cửa hàng, cơ sở kinh doanh tự ý thực hiện khuyến mại giảm giá sâu để đưa hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng gần hết hạn sử dụng vào tiêu thụ. Nhiều nơi còn tự ý nâng giá sản phẩm lên cao, rồi thực hiện động tác giảm giá nhằm đánh lừa tâm lý người tiêu dùng. Một số cửa hàng còn lợi dụng tâm lý muốn mua hàng giá rẻ của người dân để trà trộn sản phẩm cũ, hàng đã sản xuất từ nhiều năm, thậm chí là hàng đã qua sử dụng vào bán cùng với hàng mới.